này ai cũng tin, người ta đến với nhau cũng không chỉ bởi tình yêu đâu. Nên nay ai cũng cố để thêm giàu sang với thêm xinh đẹp mà ước chi mình cũng xinh. Thời nay ai cũng xem và đồng tiền vui chứ đâu có xem ba chuyện tình cũ vơ. Hay lanh quanh xuống phố với ly cà phê thơm mát ai mơ màng. Để rồi ta bỗng thấy em để hình bóng đó mất nhẹ qua nắng mai. Cho dù em xấu hay xinh nhưng lòng anh vẫn yêu. Xin đừng quan tâm khen chê hay bỏ qua hết đi. Đừng lo lắng gì vì anh đã chọn cho mình chính. Ô má. Ừ. Có gì không má? Nghe cái vụ con bà ba sớm trên không? Trời ơi, chấn động vậy mà không nghe. Nhỏ xấu đau, xấu đớn, xấu ma chê quỷ hờn. Xin vô công ty lớn làm, làm được 3 ngày bị đuổi rồi. Mà má hỏi thiệt con nghe, con vô công ty con làm, có ai nói ra nói vô gì không? Có ai đòi đuổi con không? Má nói gì kỳ vậy? Có gì kỳ má hỏi thiệt chứ bộ. Con bà Bảy sớm dưới kìa, nó cũng xấu như con vậy đó, xấu hơn con nữa. Mà má nó biểu đi giải phẫu thẩm mỹ, nó nghe lời bây giờ trời ơi nó sửa nó đẹp y như diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Bây giờ nghe, mấy người đàn ông nước ngoài á nhào vô, nó đang lựa chọn không biết đi nước nào kìa. Con thấy không, phụ nữ đẹp là có tiền à. Mà má nói con không chịu nghe, biểu đi sửa sắc đẹp mà không chịu. Thì bây giờ nếu mà không chịu đi sửa sắc đẹp á thì làm ơn coi lại giùm tôi cái bề ngoài đi. Trời ơi, con gái con đứa gì mà không chăm sóc tóc tay, làm kiểu này kiểu nọ lên cho người ta chú ý. Đàn ông con trai bây giờ nó ra đường nó chuộng hình thức lắm con biết không? Má thiệt á, má là phụ nữ mà má nhìn con má không muốn nhậu nó huống chi ai. Má coi nè, bắt chước má nè, má lớn tuổi rồi mà màu này màu nọ thấy không, mũ đen này mũ đen nọ. Còn con, trời ơi, làm ơn ăn mặc giùm tôi cho đẹp đẽ chút coi, mặc đồ như bà già vậy. Má, con xấu mà con biết phấn đấu. Phấn đấu cả đời hay sao? Tới già luôn hả? Phấn đấu hoài rồi không ai thèm lấy, rồi tôi nuôi bà cô già ế tôi không chịu đâu nghe. Còn bà Bảy á, nói với má là muốn sửa thì coi gì trên mạng á, cái gì hú hồn hú dí gì đó, cái gì mà coi trên mạng đó. Google. Cái đó đó, mở ra coi cái ta chỉ mình cách sửa sạn mặt mày nè, quần áo sao coi cho đẹp nè, mà đồ tiền bà cũng không có mắc nữa. Coi đi, rồi tôi cho tiền đi sửa sang lại cho đẹp giùm cái đi nha. Bà ơi, gì vậy? Tôi ở phòng dân nè, xuống nói chuyện chút coi. Bà con á, ông cũng quan trọng cái sắc đẹp của con á, làm ơn nghe lời giùm cái đi. Bà ơi, rồi tôi xuống liền, nhớ nghe không? Sợ cái gì mà Google đó. Google. Bộ bị ăn cắp gì hả? Thì đi tới mấy cái chỗ công ty người mẫu á, xin học mà người ta nói đủ người rồi, cho nên em rầu quá. Trời ơi, bây giờ cũng mơ mộng làm người mẫu nữa hả? Bị lừa hết một lần rồi chưa sợ nữa hả cô nương?
Nhưng mà do công ty của ông Dũng không có được đàng hoàng. Mà bữa nay em đi kiếm mấy công ty đàng hoàng rồi, như là công ty New Styling nè, BL nè, công ty không có nhận nữa, vì nhận đủ học viên làm người mẫu rồi. Chị thấy người ta nói đúng chứ bộ. Em làm ở đây không có thời gian, thì còn thời gian đâu mà đi học cái kia. Trời ơi, đã đẹp á thì biết bao nhiêu cái để làm. Thiếu gì công việc để được nổi tiếng, mất mớ chi phải đeo cái người mẫu hoài vậy? Tại vì em muốn mặc đồ đẹp đi cắt quốc chứ bộ. Thôi nghe nhỏ, chị nói thiệt đó, tuổi trẻ trôi qua rất là nhanh, cho nên á, em đừng có đuổi theo mấy cái chuyện phù phiếm đó. Những chuyện mà không có khả năng thành hiện thực, mai mốt già thì hối hận đó nha. Tối qua đi chơi ở đâu hay sao mà bây giờ ngáp ngắn ngáp dài vậy? Đâu phải đâu chị. Tại vì hôm qua có cái thằng khùng nào nó cứ nhắn tin rồi gọi điện thoại cho em suốt à. Mệt muốn chết luôn vậy đó. Coi chừng đẹp quá cái người ta hâm mộ cuồng nhiệt, rồi đeo bám giống như là ngôi sao Hollywood vậy đó. Chết rồi mấy chị ơi. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Ở bên phòng kế toán á, mấy bữa nay bên thuế người ta xuống thanh tra, thấy sai phạm quá trời luôn. Bây giờ nhỏ Dân đang phải giải trình, mà không biết á là có qua được không nữa. Ủa kỳ vậy, từ nào tới giờ đâu có chuyện gì xảy ra như vậy đâu. Biết ngay mà. Hồi bữa chị nói với con Dân á là đừng có đưa mấy cái hồ sơ đó cho con Trúc với bà Trịnh, vậy mà nó không nghe chị. Chị ơi, đâu có trách nó được. Bây giờ bà Trịnh bắt nó đưa, nó biết làm sao bây giờ. Nếu mà còn nhỏ Trúc á thì còn từ chối được, còn bà Trịnh thì... Chuyến này là con Dân kế toán lãnh đủ rồi. Công việc tôi giao làm tốt lắm. Được, sẽ có thưởng. Khỏi lo, cho dù ba tôi mà có biết á thì cũng chẳng sao hết trơn á. Ba tôi thương tôi nhất trên đời này mà. Vậy nha. Xin mời cô Trúc tới phòng họp. Mọi người đã được triệu tập để họp gấp. Ok, tôi ra liền. Tôi nghe nói Trúc và dì Trịnh đã kiểm tra tất cả những chứng từ có liên quan tới trại cá sấu, nhưng không hiểu tại sao chuyện động trời lại xảy ra. Tôi... Lúc đó tôi bận quá, mọi việc lúc đó là Trúc giải quyết. Con đâu có kịp làm gì đâu. Lúc đó con bận học Anh văn quá chừng à. Mà chưa gì á đã bị thuế sợ gáy vậy rồi. Thì là do trách nhiệm của ai kia, chứ đâu phải của con với dì Trịnh đâu ba. Bên thuế họ phát hiện ra rất nhiều sai lệch về chứng từ và báo cáo lên thuế hàng tháng. Bộ phận kế toán của cô Dân phải chịu trách nhiệm về việc đó. Và tôi nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì cô Dân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Nếu mà nghiêm trọng á thì còn có thể bị truy cứu về trách nhiệm hình sự nữa. Trời đất ơi, nói như vậy có nghĩa là cái trại cá sấu này bị ảnh hưởng chứ không phải riêng gì một con bé Dân đúng không? Tôi nghĩ cái đó còn tùy. Nếu như cô Dân kế toán làm sai, trách nhiệm của ai thì người đó phải gánh chịu. Thôi, trước á đã có scandal rồi, bây giờ lại scandal nữa. Cái trại cá sấu này lên báo riết rồi, còn ai mà tin nữa. Theo tôi, cái vụ này á phải tính cho nó êm á. Êm hay không á, tôi cũng không biết được đâu. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thôi được rồi, mọi việc cứ để tôi. Tôi sẽ để công việc khác sang một bên để tôi giải quyết công việc bên này. Tôi cũng rành về tài chính, kế toán và thuế. Chuyện này cứ để tôi lo. Hay quá. Được á. Anh thất vọng với em quá Trúc à.
Tại sao em không phân biệt được giữa tình cảm thực sự và bạn bè, đồng nghiệp cấp dưới hả? Chuyện đó giờ khó nói lắm anh. Giờ anh chọn đi, chọn một người thôi. Có em thì không có bà Dân, vậy đi. Anh không chọn ai hết, mệt quá. Nếu như em còn tiếp tục vậy nữa, anh sẽ bỏ hết luôn đó. Anh bỏ luôn cái đại ca xấu luôn. Em suy nghĩ đi, anh nói là anh làm đó. Để từ từ suy nghĩ, anh làm gì dữ vậy? Anh chịu đựng hết nổi rồi. Nếu mà em còn tiếp tục vậy nữa hả, anh sẽ trả em về cho ba của em luôn. Rồi anh bỏ hết, anh sẽ tự do đi thật xa, làm lại cuộc đời luôn. Em á, sẽ để mắt tới anh với cái bà đó đó nha. Nếu mà lén lút đằng sau lưng á hả, coi chừng em á. Anh nói em nghe nè, em biết sao không? Anh không sợ cái gì hết á. Tại vì vàng thiệt thì không sợ lửa. Cho nên từ nay em cũng đừng làm cho anh khổ sở như vậy nữa. Hả? Nói em nghe nè, hay là mình đi chơi xa đi. Ừ. Anh sẽ dành cho em nguyên một ngày luôn. Đi chơi xa hả? Được á, overnight luôn, chịu không? Ok. Hay quá. Bây giờ mình đi đi Long Hải đi. Long Hải bây giờ bãi biển đẹp lắm, sạch sẽ mà vắng vẻ nữa. Em nói giỡn á, em có hẹn với bạn rồi, anh cứ đi làm đi. Ủa gì hả, em có hẹn với bạn rồi hả? Nếu mà em có hẹn với bạn rồi thì anh sẽ về trại cá sấu. Hôm nay chắc cũng nhiều việc để giải quyết lắm đó. Nhưng mà em ngồi đây hay là bạn em tới đó, hay là anh đưa em đi? Thôi được rồi, em đợi bạn ở đây, anh cứ đi làm đi. Vậy thôi đi ha. Bye bye. Bye. Sao bây giờ không đi làm việc hả mày? Có chuyện gì hả? Không có gì. Có chuyện gì nói với tao? Anh em mình chơi chung đã lâu, nhìn cái mặt mày có chuyện gì, bộ tao không biết sao? Cảm ơn mày. Thời gian qua đã giúp đỡ tao nhiều rồi. Kể từ khi tôi lên Sài Gòn, lạ nước lạ cái. Nhưng mà... Thôi đi mày ơi, ơn nghĩa cái gì? Tao biết là gia đình mày khó khăn, ở dưới quê mẹ mày bị bệnh nữa, khó khăn dữ lắm tao mới xin được cho mày vô đây làm nè. Cố gắng làm tốt công việc là được rồi, đừng để cho người ta la mắng mình mất mặt. Ráng nha. Alo. Dạ em nghe nè bác sĩ Toàn. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa rồi, Dân không cần phải lo lắng, cứ đi làm bình thường nha. Dạ cảm ơn bác sĩ. Thật ra chuyện lần này tôi là người có lỗi, tôi rất xin lỗi Dân. Chỉ vì tính tình của Trúc kỳ cục quá, ghen tuông vô lối, cho nên làm cho Dân vất vả. Nhưng mà sau này chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc nghe. Ngay cả trong công việc tôi cũng không muốn Dân gặp rắc rối đâu. Dạ đúng rồi, không nên gây thêm rắc rối nữa đâu. Dạ em cúp máy nha. Chào bác sĩ. Nè bà, tôi thấy có chuyện gì không ổn đó nghe. Tội nghiệp con nhỏ, chắc có người phá phách rồi nè. Lần đầu tiên có người để ý mà bị vậy đó. Thôi bà im để coi sao đi. Thưa ba má con đi làm. Chị hai chị hai chở đi học đi, em trễ giờ rồi. Để ba chở cho. Dạ nhanh đi ba. Chị hai con đi trễ rồi, đừng có làm phiền chị hai. Dạ cảm ơn ba. Đây. Đây ba. Nè đội nón vô. Thưa má đi học. Nè có chuyện gì phải không? Nói cho má nghe coi. Má muốn biết chuyện gì ạ? Nếu như có người đàn ông thực sự yêu thương mình thì không ai có thể giật người đàn ông ra khỏi tay mình. Còn nếu như thấy trong lòng bất an lo lắng thì tại sao con không làm đẹp? Hả? Sắc đẹp của phụ nữ là bùa yêu, mãi mãi giữ chân người đàn ông đó con biết không? Nhưng một ngày nào đó nhan sắc đó tàn phai thì sao hả má? Thôi con đi làm nha. Ừ. Bạn bè gì chứ, em chỉ có mình anh thôi à. Giả thử
để coi anh có thuyết phục em đi chơi hay không. Ai ngờ. Mày nói nhỏ thôi, người ta nghe làm sao? Ừ. Bây giờ chỉ còn một cách này thôi à? Cách gì? Bắt cóc tống tiền. Mày khùng hả? Mày cứ bình tĩnh, nghe tao nói nè. Khách vô nhà hàng của mình đó đều có xe đưa đón hết, toàn là xe sang không. Mày nghĩ đi, tụi mình bắt nó, nhà nó bỏ ra 2-3 tỷ để chuộc nó, chuyện bình thường mà. Mày nói nhỏ thôi, người ta nghe làm sao? Sợ gì chứ? Bây giờ ở trong này chỉ có tao với mày thôi à. Nhưng mà tao chắc chắn với mày một điều á, làm xong phi vụ này đừng có nói là tiền cho con máng, tiền chuộc xe nè. Chưa hết, anh em mình không đi làm cả đời cũng có cái mạng nữa. Yeah, yeah. Tính chuyện bắt cóc tống tiền luôn ha. An buồn ngủ quá. Bạn giải cho mình bài này đi. Dạ. Dạ xuống, chào cô. Ngồi xuống đi. Dạ. Ngồi xuống. Liên kiếm em kìa. Dạ. Mau đi đi. Dạ chào cô. Dạ cô. Em kêu Khánh lên gặp cô. Dạ. Ủa mà chuyện gì vậy cô? Trời ơi, Khánh lại gây chuyện nữa rồi. Cô không mời phụ huynh là không có được. Dạ rồi em biết rồi, đem đi kiếm bạn Khánh. Dạ thưa cô, em cũng không biết ba má em đang đi đâu nữa. Bữa giờ em tìm cách liên lạc hoài mà không có được. Em cũng rất là muốn gặp ba má em để em nói cho ba má em biết á, là con Ni với Na ở nhà nó bệnh rồi. Vậy hả? Dạ. Có nặng lắm không? Có thuốc men gì chưa? Dạ, nó bỏ ăn bỏ uống luôn. Trời đất ơi. Ủa, vậy em ở nhà một mình hả? Dạ đúng rồi. Vậy chứ Lina là ai? Bà dạ, con hả? Ni Na ở chung nhà với em á cô. Ni là ăn chó, Na là ăn mèo nhà em mới mua. Trời, em nói cái gì vậy? Quay lại vấn đề đi. Cô có số điện thoại của ba mẹ em, nhưng mà cô không có liên lạc được. Em về em xin số của ba mẹ em đi, rồi chuyển cho cô nha. Dạ. Lần này á, cô tha cho, nhưng lần sau mà còn như vậy nữa là chết với cô. Chết với cô nghe chưa? Em làm gì vậy? Dạ. Em làm gì vậy? Dạ tại vì cô chỉ em. Tôi ngưng chỉ 2 giây rồi. Dạ. Vậy giờ sao nữa cô? Thì đi đi. 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 Dạ. Dạ dạ em cảm ơn cô. Dạ em cảm ơn cô. Ừ. Thì không hiểu nổi mà. Ủa, chỉ vậy sao ta? Sao tự nhiên cô? Chị đi đâu vậy? Nắm tóc đau quá. Đau hả? Đi. Ê thằng chó, dám giỡn mặt với tao hả? Hả chó, dám giỡn mặt hả mày? Hả mày? Tao thấy mày giống chó hơn rồi đó. Ủa An, An đâu có biết gì đâu. Còn nói là không biết, nếu mày không mách lẻo với cô thì tại sao cô biết mà lôi tôi lên xử lý được? Đúng rồi. Mày phải không? Mày với ai nữa? Nè, cái đó đừng có nói nhiều với nó. Quên. Lại. Con này. Đứng lại mày. Đứng lại mày. Đứng lại. Lại mày. Đứng lại mày. Lại. Lại mau. Đứng lại chứ. Tao bắt được cái tao. Chào mày. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại cả. Sao vậy? Không quá trời vậy. Giờ xử lý sao đây ca? Ừ. 2-1 không chọc cũng què. Nhưng mà đại ca ơi, em thấy đây nhiều hơn số 2 á. Dạng này là ba anh em mình ngồi xe lăn chắc luôn á. Đại ca. Nhịn không có nghĩa là nhục. Vì mình chờ đứt đục hết câu quá đại ca. Không, đại ca ơi, trong tình huống này nhịn là nhục lắm. Giờ sao, chơi luôn nha. Được. Nhục. Đại ca, sao vậy? Yeah. Hết hồn luôn.
Công nhận. Xin lỗi. Đại ca mạnh thiệt. Sao cái áo của mày hôi dữ vậy mày? Kệ tao mày. Đại ca, cái thứ đàn ông con trai gì mà dựa hơi con gái, hèn ghê ha. Đúng rồi, đương nhiên. Thằng đó là trùm hàng luôn. Thằng đó thiệt thua đại ca. Mày nói dư thừa quá. Còn cái chuyện con Liên cà trớn nữa, phen này nó chết với tao. Nghĩ gì sao? Ỷ nó có công phu, rồi không coi ai ra cái gì hết. Được, nếu như tao không đánh được nó thì tao sẽ đánh thằng An khờ. Còn bị Đạt nói không thích thằng An, vậy mà mỗi lần gặp chuyện đều ra mặt. Ờ, bà đại ca, con Liên này nghĩ cũng lạ ghê. Tự nhiên thích ai không thích, đi thích cái thằng gà mờ đã vậy còn yếu như con sên vậy đó. Ờ, là sao ta? Ờ, thà thích em đi em còn đỡ tức. Mày im đi. Lành quá. Tại vì đầu óc của nó có vấn đề, hiểu chưa? Ủa, có vấn đề là được thích vậy đó hả? Ây da, hỏi nhiều. Ước gì em cũng có vấn đề y như nó. Thằng nãy mê con Liên. Giờ sao? Nói chuyện đi, mê con Liên phải không? Không có. Đúng không? Mày mê con Liên đúng không? Không có mà. Không có mà. Nè, bạn giúp tôi mấy lần rồi, bạn có mục đích gì đây? Ừ, thì tất nhiên là có mục đích rồi. Mục đích là tôi cần bạn giúp tôi tìm hiểu về người trái đất. Thôi nha, tôi không có bán rẻ trái đất vì sự an toàn của cá nhân tôi đâu. Nè, tôi nói cho bạn biết nha, không có bạn á thì có đầy người muốn làm việc cho tôi. Suy nghĩ cho kỹ vào. Ê, xạo, đừng có thấy tôi khờ rồi gạt tôi nha. Tôi không có tin những cái gì mà người ngoài hành tinh, người Navi, Pandora gì đâu. Cái đó chỉ có trong phim Avatar thôi. Tôi coi phim đó rồi. À, xem phim Avatar rồi hả? Nói nghe. Avatar là do tụi tôi nè đặt hàng trong Cameron để ông làm đó. Sau đó biết không, tụi tôi còn cài đặt chip vào đầu Johnny Trí Nguyễn để làm Avatar phiên bản Việt luôn á. Rồi từ từ sẽ đồng quá mấy người luôn. Thôi đi, dù sao á Liên cũng giúp An rồi. Mai mốt có gì á thì cứ nói với An, chứ đừng có lôi mấy cái vụ người ngoài hành tinh ra hù dọa anh ta. À, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại nghe. Trúc hả? Anh nghe nè. Alo. Anh Toàn ơi, cứu em đi anh. Cái Toàn gì? Cái Toàn gì vậy Trúc? Ơi. Mày nghe nè, tụi tao đã bắt cóc Trúc. Mày muốn cứu Trúc thì phải đưa tiền cho tụi tao. Tuyệt đối không được báo cho công an hay nhờ bất cứ một can thiệp nào. Nếu không, mày sẽ nhận xác của Trúc đó. Nhưng mà khoan đã. Mày chờ một lát đi, tụi tao sẽ gọi lại sau. Chuyện gì mà tôi gọi hoài cho bác sĩ không có được. Có mấy bà bạn tôi ở bên Mỹ về, mấy bà muốn... Trời ơi, quá đi. Gì? Này lưng, có chuyện gì vậy? Trời ơi, bà Tám gì bà Tám dữ vậy? Cứ gọi điện thoại cho bà quá trời. Điện thoại bận hoài là sao? Nhưng mà chuyện gì? Nè, con Trúc nó bị bắt cóc. Đang chờ điện thoại của tôi bắt cóc gọi tới. Anh Trường định báo công an, nhưng mà bác sĩ Toàn không cho. Bởi vì tụi bắt cóc nó nói á, nếu như mà mình báo công an là sẽ nhận được cái xác của con Trúc thôi. Trời đất, tôi đã chặn hết tất cả các số điện thoại gọi đến, chỉ trừ số của Trúc ra. Rồi xong, tôi có tin gì.
Ngồi đây chị. Coi bộ vụ này căng rồi nha. Cũng nửa ngày rồi. Chắc là không có gì đâu. Chị nghĩ chắc là con Trúc dở cái thói đổng đảnh nè, muốn thử lòng bác sĩ Toàn á, cho nên mới bày cái trò này. Chứ nó dễ gì mà bị bắt cóc. Chắc là tại mải mê mua sắm cho nên quên mất là mình đang chơi cái trò mèo dờn chuột chứ gì. Chị Quyên nói cũng có lý ha. Ủa, nhưng mà em nghĩ nếu lỡ như mà Trúc nó bị bắt cóc thì sao? Bà Dân, bà thân với bác sĩ Toàn, bà nghĩ như sao? Còn Dân á, nó gặp rắc rối như vậy còn chưa đủ hay sao? Mà còn hỏi làm gì nữa? Em thấy tội bác sĩ Toàn dễ sợ luôn á. Ai biểu ông đẹp trai quá làm chi, để cho bà Trúc mê ổng, rồi cuối cùng thì ổng lãnh đủ. Mấy chị cứ về trước đi, để tôi ở lại với chú Trương được rồi. Ổn không mày? Chứ tôi thấy là không ổn rồi. Mày yên tâm đi, tao là tao đã tính kỹ hết mọi chuyện rồi, không sao đâu. Yên tâm đi. Đi vô. Đi. Trời. Đi. Ê, giờ tính sao mày? Tao nghi đó là cái bẫy. Bẫy? Cơ hội ngàn năm có một, mày không làm là mất. Cái gì? Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, không có lần thứ hai đâu. Mày ngu lắm. Mày chưa nghe câu này hả? Đi đâu mà giỏi mà vàng, mà trúng cái bẫy là què cái chân. Ai à? Hiểu chưa? Mày làm cái gì? Tao nói mày nghe, nếu mày trúng cái bẫy, đừng nói cái chân mày què, mà còn mất luôn cái mạng đó. Ui, đá chừng tao đau muốn chết luôn. Nè, đỡ tao dậy coi. Rồi. Rồi, buông ra. Khỏe à, khỏe, khỏe à. Giờ sao, không lẽ cơ hội đến, không làm sao được. Mày chờ tao suy nghĩ một chút đi. Làm đi. Đi. Chơi đi. Đi, đi, đi. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, con sợ quá. Sao mà tối hù vậy? Không có gì. Thằng nào mà chơi ác dữ vậy? Thằng này, chẳng có bị nín chưa? Đến đi. Tao sợ quá mày. Mày ơi. Sao mày khóc? Mày kêu tao nín mà mày khóc. Mày không thấy hả? Tao với mày bị đói chung nè. Đồng cảnh ngộ. Mày
Lần nào chơi mất dạy. Chơi không có vui. Không có vui. Cô Trúc. Cô Trúc ơi. Trời ơi. Bà đi kìa với trời. Cô Trúc. Cô Trúc ơi. Cô Trúc ơi. Trời ơi. Mãi nằm ngủ vậy. Trò chơi trời cho. Ông trời ông đã bày sẵn cho mình ăn. Tao đã nói với mày rồi, mày cứ sợ, mày phải liều. Liều mới ăn nhiều được. Bây giờ có cơ hội rồi thì mình cứ hốt. Mày hiểu chưa? Mày cứ sợ. 777. Mày có biết không, tao vẫn hơi lo. Làm gì mà dễ dàng như vậy? Làm gì có chuyện mà mở dưng tới miệng mèo vậy? Nó đâu phải bình thường như ba nó. Một bước lên xe, hai bước lên xe, lúc nào cũng có ông già nó đứng sát bên. Bữa nay nó đi taxi cùng với hai thằng phụ bếp to con lực lưỡng. Bị hai nhỏ bắt đi. Anh em mình tài quá. Tao đã nói với mày rồi á. Không phải Trúc bây giờ đã nằm trong tay của tụi mình rồi sao? Không uổng công tụi mình theo dõi mấy ngày nay. Đúng là ông trời có mắt, không phụ lòng người ác. Làm gì vậy? Tao cảm ơn ông trời. Mà nè, tao nói với mày nè, tại sao á mà mình không thành công được? Tại sao? Tại sao? Tại vì phải thành công thôi. Tại sao? Tại vì tụi mình là dân nghiệp dư mà. Cái gì nghiệp dư? Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Đúng, chuyên nghiệp. Rồi đi thôi. Trời ơi. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Cứu con mẹ ơi. Mệt quá. Mệt quá mẹ ơi. Cứu con mẹ ơi. Trời ơi. Cô Trúc vậy kìa. Cô Trúc. Cô Trúc. Im đi. Cái gì đây? Bị bắt cóc chứ gì? Tụi tôi đang bị trói nè. Thấy không? Bị bắt cóc giả bây giờ thành thiệt rồi đó. Cứu tụi tôi. Cứu tụi tôi đi. Im đi. Mặt sát mấy người. Cô Trúc. Đồng bộ với nhau mà chưa kỳ vậy. Cô Trúc. Ê. Cô Trúc. Chớm vui nha. Ôi vui. Im đi. Thả tôi ra luôn đi. Bỏ đi hả? Mỏi chân quá rồi nè. Chơi kỳ vậy mấy đứa. Thả tôi ra rồi. Thả tôi ra đi. Ê, đừng kéo mày. Đau, đau, đau. Mày đừng có dung dinh rồi. Cô Trúc. Cô Trúc. Trời ơi, thả tôi ra đi cô Trúc ơi. Trời ơi, giờ sao ra đây? Giờ sao trời? Giờ sao mày? Chứ này tao với mày là chết rồi. Alo, anh Trúc ơi hả? Em đang bị bắt cóc anh ơi. Em đang ở đâu vậy? Em đang bị nhốt ở một chỗ. Bắt cóc? Tối, rộng lắm, không biết ở đâu nữa. Chết em rồi, cứu em với. Thôi được rồi, anh sẽ tới liền. Nhưng mà em đang ở đâu? Em cũng không biết nữa. Em thử tìm xung quanh coi. Đây là em đâu vậy? Em ra ngoài có đặc điểm gì không? Đây có cái lỗ thông hơi đâu không? Tôi đâu có biết. Trả lời đi. Tôi đâu biết gì đâu. Mẹ của em. Nhà quan anh ơi. Điện thoại cho ai vậy? Hả? Ngay đây. Alo. Alo. Em đang nói chuyện với ai vậy? Mày là thằng nào? Tôi là người đáp ứng cho các anh tất cả các điều kiện mà bên anh yêu cầu. Bây giờ chỉ cần anh thả con tin ra thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ thỏa thuận trong hòa bình. Dạ, hoàn toàn không chấp hại tới con tin. Bỏ ra. Làm sao tao tin mày được? Tùy anh thôi. Tôi chắc chắn bởi vì Trúc đã gọi điện cho tôi nên anh hiểu là tầm quan trọng của tôi như thế nào rồi đó. Tao thích mày rồi đó. Tao nói cho mày nghe. Mày mà báo cảnh sát á, tao sẽ bắn nát sọ con nhỏ này. Nghe chưa mày? Nghe rõ chưa? Tao cấp cần biết mày lại. Mày đi đây. Và tao cũng cấp cần biết mày là thằng nào. Mày biết tao là ai không? Là ai? Là ai không? Tao là bắt cóc. Bây giờ tụi tao cần 1 tỷ. Có 1 tỷ rồi hắn nói chuyện ha. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói. Thế thôi. Mày ngu. Ây da, sao mày đánh tao? Trời ơi, mày nghĩ sao? Mày đòi có 1 tỷ, nó là mày phải đòi 10 tỷ.
10 tỷ. Ừ. Giỏi thiệt. Thì ra bắt cóc tống tiền hả? Sớm thả tôi ra thì sẽ không có chuyện gì. Bằng không á, khi mà công an tới là hết đường chạy nghe chưa. À? Mày im đi. Mày mà nói nữa tao bắn bể sọ mẹ. Mày có tin không? Nhìn cái mặt mày là không tin phải không? Mày không tin phải không? Được được, thì tao bắn thử cho mày coi nè. Mày làm gì vậy? Mày ngu hơn tao rồi đó. Bắt cóc con tin ta coi. Cái gì vậy? Mày bắn nó chết làm sao mà có tiền được? Thôi mày, mày buông tao ra. Coi cho nó chạy bây giờ kìa. Mày thấy chưa? Chút xíu nó bỏ chạy rồi thấy không? Tụi Trung, thả tụi Trung ra đi. Thả tụi Trung ra. Thả tụi Trung ra. Thả tụi Trung ra. Mày ấy miệng. Thả ra đi. Lâu lâu tao bắn bể sọ bây giờ. Chú hãy bình tĩnh đi. Tụi nó sẽ gọi lại cho mình. Nhưng mà hồi nãy cô có nghe trong điện thoại Trúc nói là bị giam ở một cái nhà quan nào ở ngoại thành á. Được rồi, tôi biết mình phải làm sao. Ờ, chú à, con... Cậu không cần nói nữa. Dạ. Nhưng mà chú cần phải... Cậu im đi, cậu đừng có nói nữa. Chú à. Tôi đây. Các anh cứ bắt đầu công việc của mình đi. Thả ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Điểm đi. Nó ngồi bắn này nè. Này, chết cái lỗ tai quá. Thả tôi. Sao tụi nó lậu quá. Tao không thể chịu đựng được nữa. Cứ chừng chờ như vậy á là chờ công an tới bắt hả? Vậy giờ làm sao? Này, mày làm gì làm đi. Tao không biết làm gì nữa rồi. Thả tôi ra đi. Cứu tôi với. Thả ra. Thả tao ra. Im. Cứu tôi với. Thả ra. Im chưa. Mày mà la được tao bắn bây giờ. Ta đã xác định chính xác địa điểm của tên bắt cóc thông qua cuộc điện thoại của chúng. Tớp trinh sát cũng vừa báo về, nói là Trúc bị bắt giam ở đó luôn. Cậu phải khẩn trương lên. Tôi không cần biết cậu làm cách nào hay cách gì. Miễn là Trúc phải về một cách an toàn là được. Dạ. Cô cũng báo lại điều này với tất cả các bộ phận rồi. Nhưng mà nhớ, phải giải quyết một cách thật êm đẹp. Tôi không thích ồn ào rùm beng lên, báo chí sẽ vô cuộc và soi mói. Tôi không thích điều đó. Dạ, cô biết rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tụi mày có tin tao bắn không? Chết rồi, chết rồi. Chết thiệt rồi. Tao thấy ông ngoài á, đông người vô lắm. Bận đồ công an, mà tao không biết phải là công an không nữa. Mặc đồ công an thì là công an, chứ ai rảnh là bận đồ công an. Vậy là công an đó hả? Ây. Trời, tao giờ như tụi nó là không báo công an mà. Mấy thằng này nó chơi bẩn như vậy đó. Như vậy thì tao cho con nhỏ này ngủ luôn. Mày lên làm gì? Đừng bắn tao. Đừng bắn tao mà. Đi hết chưa? Đừng bắn tao. Bắn không? Mày làm gì tao? Bỏ ra. Đi. Buông con ra. Lên. Bỏ ra. Đi. Bỏ ra. Buông con ra đi. Con ra. Mày la nó bắn người bể sọ rồi. Buông con ra. Buông nè. Đừng hổn mày. Thả chúng ra. Cầm cái miệng mày chưa. Dạ. Bỏ ra. Bỏ tao ra. Giờ vậy bẩn thỉu. Bà tao sẽ cho tụi mày chết hết. Thứ rác rưởi tụi bay. Mày đừng có hù dọa tao. Tao sẽ thoát. Mày sẽ là bia đỡ đạn cho tụi tao. Mày hiểu chưa? Bây giờ ôm hồn cắm miệng lại. Đi theo tao. Ê,
mày mà bắn chết tụi nó, mình cũng không thoát đâu. Phải giữ nó sống chứ. Còn hai đứa này để tao bắn luôn. Ê, hai thằng này á không đáng một xu để mua một viên đạn nữa. Bắn chi, ổn đạn lắm. Đúng rồi, bắn ổn đạn lắm. Im coi. Ê, Lại nghe không mày? Tôi đi. Lớn. Các đồng chí nghe lệnh, người số 1 hướng này, người số 2 hướng này, người số 3 theo kế hoạch. Tìm lại nhau nơi sâu kín đó.